phi nhung thổ lộ nguyên nhân giả chết sẽ làm điều này sau khi khỏi bệnh những ngày gần đây thông tin phi nhung giả chết tràn lan trên khắp các trang mạng xã hội nhiều người còn gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra yêu cầu điều tra lại cái chết của phi nhung và bộ công an đã có cuộc triệu tập ca sĩ phi nhung lần này quyết không trốn tránh và ca sĩ phi nhung đã quyết định lộ diện tiết lộ toàn bộ sự việc giả chết của mình Ngoài ra Phi Nhung còn tiết lộ mình sẽ làm một việc mà trước đây chưa từng làm sau khi điều trị khỏi bệnh. Cụ thể đến việc mà Phi Nhung đang nói đến là gì thì xin mời quý vị và các bạn xem tiếp bản tin ngay sau đây. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất của Phi Nhung mỗi ngày nhé. Và cụ thể vào sáng nay phía gia đình đã có phản hồi về việc điều tra cái chết của ca sĩ Phi Nhung. Theo đó, phía Phi Nhung cũng như quản lý đã thừa nhận việc Phi Nhung còn sống là sự thật. Hiện tại, cô vẫn còn đang ở bên Mỹ để tiếp tục điều trị Covid-19. Và sau khi khỏi bệnh, cô sẽ quay trở về Việt Nam để tiếp nhận điều tra của cơ quan. Trả lời với Bộ Công an, phía Phi Nhung cho biết, ban đầu vì thấy lầm sầm ăn chặn tiền cách xe của Hồ Văn Cường quá lớn, lại thêm áp lực từ bà Nguyễn Phương Hằng và sự dùng ép quá mất của cộng đồng mạng, khiến phía gia đình Phi Nhung đã nảy ra kịch bản giải chết. Phía gia đình và quản lý của Phi Nhung đã quyết định sẽ âm thầm đưa Phi Nhung sang Mỹ bằng chuyến bay cấp tốc vào hồi tháng 8. Sau đó thì làm giả bạn cáo phó và đám tang để qua mắt dư luận. Những tưởng mọi chuyện sẽ hoàn toàn suôn sẻ tuy nhiên lại bị bại lộ quá sớm và Phi Nhung đã quyết định không thể giấu thêm được nữa. Phải tiết lộ mọi chuyện với người hâm mộ và truyền thông. Ngoài ra Phi Nhung cũng cho biết sau khi điều trị khỏi bệnh tại Mỹ, cô sẽ tự giả nghề nghiệp và chọn con đường nương nhờ cửa Phật vì cảm thấy những thị phi mà mình đã gây ra quá lớn. Cô hy vọng khán giả có thể hiểu cho sự lựa chọn của mình và vẫn luôn yêu mến cô với cái tên ca sĩ Phi Nhung. Phi Nhung luôn được hàng triệu người yêu mến vì cô là nữ ca sĩ Việt Nam chuyên hát các dòng nhạc đồng quê trữ tình. Cô được xem như là một trong những ca sĩ hàng đầu Việt Nam với mức cá xe cao ngất ngưỡng. Phi Nhung bắt đầu nổi tiếng từ những ngày còn đi hát tại các sân khấu hải ngoại. Hiện tại phía Phi Nhung cũng chưa có thông báo gì thêm về cuộc làm việc với cơ quan điều tra. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến các bạn nhiều thông tin hơn về Phi Nhung trong bản tin sau. Xác nhận Phi Nhung đã sang Mỹ hơn 2 tháng, fan chụp được bằng chứng khó chối cãi. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một thông tin cực sốc về việc Phi Nhung vẫn còn sống tại Mỹ và kế hoạch làm đám tan giả của quản lý Phi Nhung. Và những thông tin này đều được cung cấp bởi một vị khán giả giấu tên hiện đang sống tại bang California và đã từng nhìn thấy Phi Nhung 100% bằng xương bằng thịt. Ngoài ra, vị này còn cung cấp cho chúng tôi bằng chứng vạch trần kế hoạch làm đám tang của Phi Nhung. Cụ thể, những bằng chứng chúng tôi nhận được là gì và nó kinh khủng đến mức nào mà có thể đưa những bí mật của Phi Nhung ra ánh sáng thì xin mời quý vị và các bạn xem hết bản tin ngay sau đây. Đừng quên ấn nút like và hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi và là những người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất của ca sĩ Phi Nhung. Cụ thể sáng nay một người hâm mộ Phi Nhung xin được phép giấu tên đã cung cấp cho chúng tôi bằng chứng chứng minh Phi Nhung đã được âm thầm đưa sang Mỹ để điều trị Covid-19 cách đây hơn 2 tháng. Người này cho biết, theo như tìm hiểu những thông tin về các chuyến bay cấp tốc sang Mỹ thì lại vô tình nhìn thấy một chuyến bay vào tháng 8 của một vị hành khách có tên Phi Nhung Phạm. Lúc đầu cứ ngỡ là trùng tên, nhưng sau một hồi tìm hiểu và hỏi thăm thì mới biết đây thật sự là chuyến bay của ca sĩ Phi Nhung. Và chính xác hơn thì ca sĩ Phi Nhung đã được âm thầm được cấp tóc sang Mỹ để tránh sự dầm ngõ của truyền thông và báo chí. Sau đó thì cô được điều trị tích cực tại một trong những bệnh viện lớn nhất tại bang California. Hiện tại sức khỏe của cô đã dần ổn định và có dấu hiệu khả quan hơn. Sau thông tin này thì khắp cõi mạng đã tạo ra một làn sóng tranh cãi dữ dội. Một bên cho rằng nếu thật sự Phi Nhung vẫn còn sống thì đây là một điều rất đáng vui mừng. Chúng ta hãy bỏ qua cho Phi Nhung để cô sớm trở lại sân khấu và vẫn là một cô ca sĩ được hàng triệu người yêu mến bên còn lại lại cho rằng không thể chấp nhận việc phi nhung qua mặt dư luận bằng cách giả chết như vậy được rất nhiều người đã rơi nước mắt vì phi nhung cần làm rõ điều này và phi nhung phải ra mặt để giải thích rõ mọi chuyện trước lạc bảo dư luận trên thì phía quản lý cũng như gia đình phi nhung vẫn nhất quyết giữ im lặng không có thêm bất cứ thông tin nào về sự việc này vào tháng 10 năm 1989, Phi Nhung đã được sang Mỹ theo diện con lai và cư ngụ tại Tampa, tiểu bang Florida. Cô gặp Trissy Phương Trinh, một nữ ca sĩ nổi tiếng người Việt tại một buổi biểu diễn từ thiện ở một ngôi chùa trên đất Mỹ. Khi ấy Phương Trinh đang lưu diễn tại bang Florida, nhận thấy tài năng của Phi Nhung, Trissy đã khuyên Phi Nhung tới California để thực hiện ước mơ của mình. Cuối năm 1993, cô đã chuyển tới sống tại quận Cam, bang California. Thông tin Bộ Công an lật tung chuyến bay chở Phi Nhung về Mỹ, kế hoạch là đây. Hôm nay chúng tôi vừa nhận được một thông tin cực sốc về ca sĩ Phi Nhung. Theo như nội dung trong bản tin trước mà chúng tôi đã cập nhật đến cho quý vị, thì tin đồn ca sĩ Phi Nhung còn sống là sự thật. Cô đang được điều trị Covid-19 tại một trong những bệnh viện hàng đầu nước Mỹ. Và để có thêm thông tin hơn về sự việc này, Bộ Công an đã ngay lập tức tìm gặp vị bác sĩ trưởng khoa chính đã từng điều trị cho Phi Nhung. Trước yêu cầu điều tra từ phía Bộ Công an thì vị bác sĩ này buộc phải nói toàn bộ sự thật tại thời điểm Phi Nhung mới nhập viện cho đến lúc chuyển sang Mỹ. Ngoài ra ông cũng bật mí cho chúng tôi biết mục đích thật sự của Phi Nhung khi dàn dựng lên vở kịch này. Vậy mục đích thật sự mà vị bác sĩ trưởng khoa bệnh viện chợ rẫy này muốn nói đến là gì? và nó kinh khủng đến mức nào thì xin mời quý vị và các bạn hãy xem tiếp bản tin ngay sau đây đừng quên ấn đăng ký kênh để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày của ca sĩ phi nhung và qua cuộc trao đổi với bộ công an vị bác sĩ trưởng khoa vào sáng nay cho biết thực chất phi nhung đã được âm thầm chuyển đến mỹ từ lâu nhưng dường như lúc đó lầm sầm ăn chặn tiền cắt xe của hồ văn cường quá lớn lại thêm áp lực vô hình đến từ ceo đại nam nên phía quản lý cũng như gia đình của phi nhung đã quyết định viết nên kịch bản này nhằm tẩy trắng tội lỗi và đánh lạc hướng dư luận khi chúng tôi phát hiện ra sự việc này thì phía ekip của phi nhung yêu cầu giữ bí mật với lý do bệnh viện bảo mật thông tin bệnh nhân là yêu cầu hàng đầu vậy nên chúng tôi không thể làm gì được cũng không thể công bố đến với quý vị khán giả nay sự việc đã bị phanh phui thì bệnh viện chúng tôi mới dám công bố ngoài ra ông cũng cho biết Phi Nhung thật chất đã có ý định trốn sang Mỹ từ lâu, nên phía quản lý Phi Nhung đã lợi dụng việc Phi Nhung mắc bệnh nên đã tung tin đồn luôn là Phi Nhung qua đời nhằm tẩy trắng tội lỗi. Vậy là qua cuộc làm việc với vị bác sĩ thì quý vị có thể chắc chắn rằng ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống thật 100% và hiện tại cô đang được chăm sóc rất tận tình bởi các y bác sĩ hàng đầu nước Mỹ. Trước đó thì ca sĩ Phi Nhung đã nhập viện điều trị COVID-19 tại bệnh viện Gia An một một năm nhưng bệnh chuyển nặng nên được chuyển sang bệnh viện chờ rẫy vào tối ngày 26 tháng 8. Khi nhập viện thì Phi Nhung phải sử dụng máy trợ thở và được lọc máu liên tục trong nhiều ngày. Trong đợt dịch lần thứ tư này, ca sĩ Phi Nhung đã tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ bà con nghèo và ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 như mua máy trợ thở cho các bệnh viện để phục vụ công tác điều trị, tặng suất ăn từ thiện và phát quà cho người nghèo. Phi Nhung chính thức về Việt Nam không còn là tin đồn, hàng ngàn người ra đón. Hôm nay chúng tôi vừa nhận được một thông tin cực sốc từ phía quản lý Phi Nhung, quản lý Diễm Phạm cho biết, ca sĩ Phi Nhung đã hoàn toàn bình phục sau hơn 2 tháng điều trị Covid-19. Và cô xác nhận sẽ quay trở về Việt Nam vào một ngày không xa. Ngoài ra, quản lý Diễm Phạm còn gửi lời xin lỗi đến khán giả vì khoảng thời gian qua đã giả chết, còn làm đám tàn giả để mọi người phải lo lắng. Nhưng chúng tôi buộc phải làm vậy vì phải né tránh bà Nguyễn Phương Hằng. Bà ta đã tạo ra quá nhiều thông tin không đúng về ca sĩ Phi Nhung của chúng tôi, gây hiểu lầm và chia sẻ tình cảm của fan hâm mộ. Những người thật sự yêu mến Phi Nhung, con chuyện của Hồ Văn Cường thì chúng tôi sẽ có cách giải quyết riêng. Phi Nhung chưa bao giờ ghét bỏ hay lợi dụng bóc lột sức lao động của Hồ Văn Cường như tin đồn bà Phương Hằng đã nói vậy nên xin quý vị khán giả cũng như giới truyền thông và báo chí đừng tung những thông tin chưa được kiểm chứng điều đó sẽ gây ảnh hưởng không chỉ đến phi nhung mà còn cả cháu hồ văn cường bên cạnh đó quản lý diễm phạm còn thông báo đến người hâm mộ một tin vui đó là khoảng thời gian tới sau khi trở về việt nam có thể phi nhung sẽ tổ chức một buổi ca nhạc dành riêng cho người hâm mộ đây là thông tin không chỉ fan hâm mộ mà còn khiến cho cả nước vô cùng vui mừng bởi từ lâu mọi người chưa thể nghe được giọng hát của Phi Nhung. Vậy là tin đồn Phi Nhung còn sống hoàn toàn là sự thật và việc cô trở về Việt Nam cũng vậy. Giờ đây mọi người hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào Phi Nhung và lần này chắc chắn cô sẽ không khiến người hâm mộ phải thất vọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo chân Phi Nhung và cập nhật đến cho quý vị những thông tin mới nhất. Hãy đón chờ chúng tôi trong bản tin sau.